Kính chào quý vị và các bạn. Trong những ngày tới, nhiễu động gió đông ẩm trên khu vực có xu hướng hoạt động yếu dần. Do vậy, mưa tại Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình sẽ còn duy trì trong đêm nay và ngày mai, sau đó giảm dần, chỉ còn xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, trời còn nắng gián đoạn vào ban ngày và chiều tối có mưa rải rác với lượng mưa phổ biến không lớn, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong khoảng 3 ngày tới chịu tác động chủ yếu của đới gió đông nên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa tập trung chủ yếu về chiều tối với lượng không lớn. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng cao Tây Nguyên trong khoảng từ 20 đến 23 độ và 23 đến 26 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Còn mức nhiệt cao nhất tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ và từ 30 cho tới 33 độ có nơi trên mức này ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Quay trở ra khu vực Bắc Bộ, dự báo trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh ven biển và phía Nam đồng bằng có mưa và mưa rào rải rác về đêm và sáng. Còn các nơi khác thì phổ biến không mưa, ngày có những khoảng nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày mai không biến đổi nhiều với mức nhiệt thấp nhất dao động trong ngưỡng là từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, còn nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng 27 tới 30 độ. Sang ngày 26, ngày 27, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao nên khu vực trời nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Mưa tập trung ở các tỉnh phía đông dãy Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ toàn khu vực có xu hướng giảm khoảng từ 1 đến 2 độ. Trên biển, trong những ngày tới, hầu khắp Biển Đông bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có hướng đông bắc đến đông có cường độ phổ biến ở mức cấp 4 nên không gây biển động. Thời tiết tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong đêm nay và ngày mai. Sau đó thì mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện chủ yếu ở phía bắc và phía nam Biển Đông, còn khu vực giữa Biển Đông thì có mưa vài nơi, tầm nhìn xa thoáng. Bản tin thời tiết cuối ngày 24 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.